Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19 tại Việt Nam ngày 11 tháng 7. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.755.381 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.157 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.771.021 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 29 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong ngày 10 tháng 7, có 212.874 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.